Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là Đức sẽ dẫn bạn Tú Anh cùng với bạn Băng đi tham quan dự án DM Real God View, xem dự án của mình nó có những tiện ích gì và những điểm nhấn nào mà khách hàng khi sở hữu á, thì chúng ta sẽ có những cái điểm rất là đặc biệt. Và xin giới thiệu Băng và cũng như là Tú Anh sẽ cùng tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Thì hôm nay Tú Anh rất vui khi được cùng anh Đức và Khánh Băng sẽ đi trải nghiệm dự án The Emerald Book View, và xin mời mọi người theo chân cùng tụi mình nha. Thì hiện tại là phía trước của mình á, là dự án The Emerald God View. Tới đèn đỏ đèn xanh này á, phía bên tay phải của mình á, là sẽ di chuyển vào khu công nghiệp B-Ship một đó mọi người. Thì ở đây mình sẽ có những cái con đường sau để mà di chuyển vào bên trong cái căn hộ của mình. Ở đây thì quý anh chị mình á, là có thể mình ở phía bên trái mình quẹo trái để di chuyển vào trong cái đường ở mặt tiền ở phía sau để mà di chuyển công viên, hoặc là quý anh chị mình á, là có thể chạy thẳng ở phía bên trái của mình á, là dự án mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình chạy thẳng xuống ở chỗ mà đèn đỏ đèn xanh, tức là Aeon, siêu thị Aeon, siêu thị Nhật Bản. Thì mình sẽ vòng lại để mà di chuyển vào bên trong dự án, cũng như là di chuyển xuống tầng hầm cũng như là sảnh của dự án. Rồi, thì hiện tại là siêu thị Nhật Bản đã xuất hiện ở phía bên tay phải của mình. Mà siêu thị Nhật Bản đi đến đâu thì họ chọn những cái vị trí rất là đặc biệt thì họ mới xây dựng. Đi theo cái tuyến đường cũng như là hũ dầu một thì quý chị mình sẽ là trực diện nó nằm thuận ở bên phía tay phải của mình luôn. Bây giờ trước tiên mình sẽ vào sân golf trước nha. Mình sẽ tham quan một vòng xong rồi mình tiếp theo là mình sẽ đi đến dự án của mình. Mời mọi người thì cùng với team chúng ta di chuyển vào trong cái dự án của mình. Phía bên tay trái của mọi người là cũng có một cái lối đi, nhưng mà hiện tại là đang bảo trì. Thì bây giờ mình di chuyển vào trong cái lối phía bên tay phải của mình. Ở đây mọi người có thể là quan sát thấy là cái mặt bằng shop house của mình đây. Dạ, shop house mình quá rộng đúng không Tú Anh? Dạ. Thì ở phía trước shop house của mình có cả những cái thảm cỏ xanh đây, rất là phục vụ để cho mặt cư dân cũng như là khách hàng ở phía bên ngoài để mà vào trong đây mà ngồi sống.
riêng cái dự án của mình á có hai mặt tiền nha mọi người. À, ở đây là phía công viên trung tâm của mình.